Các lý do mà tôi đầu tư vào Telepro ấy, cái thứ nhất đấy là thị trường về telemarketing cộng với call center là một thị trường khá tiềm năng. Và tôi nghĩ rằng là Telepro là một giải pháp tổng hợp để giúp cho các doanh nghiệp đang sử dụng các cái call center trung tâm. Thay vì call center trung tâm hiện nay, họ có thể sử dụng giải pháp của Telepro. Bởi vì quản lý cái call center hoặc là đội sale đấy khá chỉ là vất vả. Cái thứ hai là sau một thời gian ra thị trường thì các bạn đã có khoảng 100 khách hàng. Và tôi nghĩ rằng là với con số agent đã đăng ký là 12.000 và số lượng active hiện nay mặc dù đang khá nhỏ. Tuy nhiên 100 khách hàng đã trả tiền cho Telepro và 12.000 khách hàng đăng ký cộng với việc là hơn 2.000 agent đang active thì là một con số khá ấn tượng với một cái startup còn non trẻ. Và với giải pháp này thì tôi tin rằng là mặc dù sẽ khá mất nhiều thời gian để xây dựng được một doanh nghiệp lớn, nhưng mà tôi tin rằng là thị trường đang cần một giải pháp như này. Và nếu làm một cách bài bản thì tiềm năng tôi nghĩ là vô hạn. Điểm mạnh của các bạn thì tôi thấy rằng là các bạn là những người đã làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cũng là lĩnh vực sale, cho nên các bạn hiểu khách hàng của mình là ai, như thế nào. Và quan trọng hơn thì tôi thấy rằng là các bạn có một cái tư duy sẵn sàng thay đổi, tiếp nhận những cái phản hồi và thay đổi nhanh để phù hợp với thị trường. Còn điểm yếu thì hiện nay tôi chưa nghĩ ra, nói chung là mình luôn luôn nghĩ đến cái điểm tích cực trước đã. Với Telepro thì việc đầu tiên đấy là tôi sẽ giới thiệu các cái khách hàng là những cái công ty mà tôi đang đầu tư hiện nay sử dụng giải pháp của Telepro, để xem được là giải pháp này hoàn thiện đến đâu và cần thay đổi gì, bổ sung gì. Cái thứ hai thì sau khi mà một số khách hàng, mà đặc biệt là những công ty mà trong danh sách tôi đầu tư họ sử dụng, thì những cái feedback đấy là những feedback nó khách quan và thật. Bởi vì trong cái hệ sinh thái của tôi thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc tạo ra cho bạn một doanh số thì các công ty đấy sẽ giúp Telepro hoàn thiện cái giải pháp hơn. Và bước tiếp theo đấy là huy động một cái vòng vốn đủ lớn để cho các bạn gọi như là đi ra đánh mạnh ra thị trường và tiếp cận những cái thị trường mục tiêu như Thái Lan, như các bạn đang đề cập, bởi vì tôi cũng có đầu tư ở Thái Lan và tôi có kinh nghiệm ở Thái Lan. CyberAgent cũng có một cái danh sách nhiều công ty đang ở Indonesia. Thì tôi nghĩ rằng là với Telepro nó là một giải pháp của BPO trong tương lai, thay cho những cái giải pháp BPO hiện tại. Với Telepro thì đương nhiên tất cả startup về cơ bản là để cho sản phẩm được hoàn thiện và business model hoàn chỉnh ấy, thì cần nhiều thời gian. Điều quan trọng nhất là mình phải đưa ra thị trường sản phẩm càng nhanh càng tốt và phải nhận các phản hồi feedback từ khách hàng để mình cải thiện sản phẩm ngày càng tốt hơn. Chính vì thế thì tôi nghĩ rằng là Telepro hiện đang là công ty tiên phong, nhưng điều quan trọng hơn hết là các bạn phải tốc độ để mình làm sao mang cái dịch vụ và không phụ lòng tất cả những niềm tin của khách hàng đang đặt vào các bạn.